Vườn quốc gia Vũ Quang vừa tiến hành tiếp nhận và tái thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Số động vật này do Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai, Bản Giao. Trong 39 cá thể động vật hoang dã tái thả lần này có 35 cá thể rắn hổ mang một mắt kính, hai cá thể khỉ mặt đỏ và hai cá thể khỉ mốc. Các cá thể động vật hoang dã này đều thuộc nhóm 2B được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Vườn quốc gia Hoàng Liên bàn giao 39 cá thể động vật hoang dã cho vườn quốc gia Vũ Quang nằm trong chương trình hợp tác phối hợp về công tác cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho số động vật này.